Chào tất cả mọi người, mình là Trung Hồ Tiger. Thì hôm nay mình có cái video gửi cho các anh em xem. Thì nói chung là hôm nay công việc của mình cũng lu bu, mình không có thời gian quay. Thì hôm nay mình sẽ quay cái video nha. Thì nói chung là những trận chiến của mình ở đây cho các anh em xem. Thì những trận chiến của mình thì nói chung mình đi 2-2 và cúp thôi, nhiều thôi. Còn những cái trường hợp VRV thì mình ít đi lắm, tại vì mình còn cái thời gian làm việc của mình nữa các em thấy. Thì tới giờ thì mình hẹn vô chiến thôi, chứ nói chung là không có thời gian nhiều. Thì hôm nay mình không quay những cái video để up lên kênh YouTube của mình để cho các anh em xem. Thì nói chung là hôm nay mình chưa quay. Thì nói chung là bây giờ mình sẽ quay cái trận chiến cúp. Thì cái phần này là mình gặp mình 23, gặp PVS 25. Thì thuộc quân đoàn EBSG này. Thì nói chung là anh ta chơi rất hay. Nhưng mà mình có chiến thuật của mình. Thì cũng tương đối là đánh cúp này thì cái hai pháo đài này thì lúc trước thì nó chỉ cần đánh sạch một nhà HQ thôi là thắng. Nhưng mà bây giờ thì với cải tạo của Game thì phải đánh sạch hai nhà HQ. Thì nói chung mà đến sạch hai nhà HQ thì nói chung là bên liên đoàn bên xanh của mình thì nói chung nó cũng có lợi hơn một chút. Thì với cái má mà vùng của người rác này thì khởi đầu trận thì mình cho lính đi trinh sát ăn cái vị trí họp, cái vị trí trên đây mình đi xem sản xuất quân và lính trinh sát để đi trinh sát ăn họp nha các anh em. Đây nó có cái vị trí họp, thì nói chung ngay vị trí này nó không có cái nhà lính ngay đây, thì mình xây thêm một nhà lính. Mình sản xuất cơ quân mình đi trinh sát ăn họp nha. Ở đây ngay những vị trí vỏ này nó có những vị trí họp ở trên này thấy. Thì khi mình đi trinh sát ăn họp rồi thì số lượng tài nguyên thì nói chung là khởi đầu trận thì có 3 nhà trung tâm HQ. Thì nói chung là nó cũng có những nhà trung tâm cung cấp và nhà máy điện viên. Thì mình thì tương đối mình muốn lên nhanh thì mình phải sử dụng item cải thiện xây dựng nha các anh em. Mình sản xuất ra máy bay lẹ để đi trinh sát xem đối phương đánh vào hướng gì. Thì mình xây thêm khoảng 3 trung tâm cung cấp nữa và một nhà máy điện nữa. Thì nói chung là đánh này thì phải 7, mình thì mình đánh 7 trung tâm cung cấp nha các anh em. Mình đánh 7 trung tâm cung cấp. Rồi thì có nhiều người ta đánh là 8 trung tâm cung cấp, nhưng mình chỉ cần 7 thôi. Đây mình đang nâng cấp xưởng máy bay, sản xuất cho VTS tiếp đi trinh sát. Thì nhiều trường hợp các anh em mình đi cấp này thì nói chung là mình lúc mà chưa bước vào chính thức cấp thì mình chỉ đi thử một trận thôi. Đa số là nhờ kinh nghiệm của các anh em đi trước, người ta có kinh nghiệm, người ta hướng dẫn mình. Mình không có thử đi cấp này nhiều, chỉ có đi thử một trận một thôi. Hôm nay mình trinh sát thì mình thấy ngay vị trí này nó xây những cái nhà xe chiến đấu, nhà xe chuyên dụng và nhà máy bay. Ngay vị trí góc bên đây thì chắc chắn nó sẽ dồn quân tấn công. Hôm nay mình đang nâng cấp lên nhà HQ cấp 4. Hiểu lúc này khi mà VT của mình đi trinh sát là mình đã thấy là đối phương là bên đỏ là đã nhanh hơn mình rồi. Mình 23. Nói chung đi cấp thì nó level mà cấp tướng như mình đó các anh em. Thì mình nằm level 23 thì mình đi cấp là cái tâm lý của mình không có được tốt nha các anh em. Tại vì level 23, 22 rồi đó, khi mình đi cấp là đa phần gặp level cao không à. Nên cái tâm lý mà chiến là không có được tốt. Tại vì đa phần đi cấp là level 22, 23 thì sẽ gặp những cái bằng hoặc trên thôi, chứ không thể nào mà gặp thấp hơn dưới được. Tại vì cải tạo của Game nè. Thì dạo này những cái trường hợp mà vào giấc khuya đó các anh em. Vào giấc khuya thì nó có cái mạng không có tốt. Thì mình đi cúp này là mình đi được 10 trận rồi. Mình đi được 10 trận cúp. Thì mình đã thất thủ 2 trận và 8 trận win. 8 trận win và 2 trận thất thủ. Thì một trận mình thất thủ mình gặp xanh cao hơn mình level và nói chung là anh ta rất mạnh. Thì khi mà giao tranh trực diện thì mình không làm lại anh ta, thì buộc mình phải thua.
Còn trường hợp mà mình gặp bên đỏ, một trận mình thất thủ mình gặp bên đỏ thì cái mạng bị lát á nè. Cũng gặp bằng ngang lên bếp 23 nhưng mà mạng lát, không thể nào mà mình điều quân tốt được. Nên khi mà mình nói cho anh em biết luôn là vào những cái trường hợp mà tối mà khoảng canh giờ mà từ 19 giờ cho tới 22 giờ đó, là lúc đó các em đừng nên vô game mà chơi nhé. Đa phần những anh em Việt Nam khi mà vô game chơi, lúc mà mình khởi đầu mình chơi thì nó cũng tốt lắm, nhưng mà khoảng tới canh giờ mà 19 giờ mà 30 hoặc 19 giờ mấy là khoảng 7 giờ mấy tối các em, thì mình đang chơi bình thường tự nhiên cái nó lát à, không mình không thể nào mình chơi được luôn. Thì cái trường hợp đó mình thất thủ, và cái trường hợp và cái trận chiến cúp đó mình thất thủ là cũng do phần đó. Nên bây giờ mình rút kinh nghiệm nha, mình rút kinh nghiệm là mình không có đi cúp và những trận chiến 2 và 2 vào những khung giờ đó. Thì bây giờ tập trung vào trận chiến này, thì lúc này là đỏ nó cho một cái cánh quân và cái một đám khói ở vị trí này để tấn công vào vị trí ngay đây. Thì lúc này mình có 3 suốt và 1 siêu, 4 suốt. Thì lúc này mình xây tường ở vị trí này, mình chặn cho nó tấn công vào một đường 1 thôi nha các anh. Thì lúc này mình sử dụng suốt của mình bắn chỉ định. Mình bắn chỉ định vào vị trí nó cho nó gom xe lại, đặng mình sử dụng thoa mình rải nha. Thì nói chung là một thoa thì không thể nào mình rải được, nên bây giờ mình đợi hai thoa mình rải sẽ hiệu quả hơn, tại một thoa nó cũng sát thương nó cũng không có nhiều bằng. Cho nên bắn chỉ định vào vị trí đây, để cho nó gom xe qua bên đây, thì bắt đầu mình sử dụng thoa mình rải. Đây mình sử dụng thoa mình rải nè các bạn. Thì ông này chết được một số xe, và xe này nó đang rút. Lúc này có những con hót, có những con hót ở vị trí này các em thấy. Thì bây giờ khi mình phát hiện ra là nó có hót, giờ bắt đầu là mình tập trung vào mình sản xuất quân, mình đi tìm nguồn cung để số lượng tài nguyên của mình có là mình sản xuất quân. Thì lúc này phe đối phương đã có hót, thì lúc này mình tập trung vào mình sản xuất thoa, rút và siêu. Thì mình xây 2 nhà xe và 1 nhà xe chuyên dụng để sản xuất ra rút và siêu, và đồng thời 1 nhà máy bay để sản xuất ra thoa các anh em. Thì lúc này ngay vị trí này nó sử dụng những con hót để đánh vào cái sân bay của mình, xem cái sân bay của mình chế độ như thế nào ha. Lúc này thì mình xây một cái sân bay về vị trí phía bên đây, mình xây sân bay xa ra nha các anh em. Thì bây giờ nó chưa có cuộc tấn công nào nữa hết, thì ngay vị trí này mình cho những con lính đi trinh sát ngay vị trí này xem nó có điều quân đánh bên đây hay không. Thì ngay vị trí này là bắt đầu là xe đang tập trung ngay vị trí này rồi. Đây mình sử dụng 3 thoa để mình rải vào cái nhà xe chuyên dụng cấp 3 của nó, cái nhà khói á. Thì mình sử dụng 3 thoa mình rải ha. Thì mình rải sạch được cái nhà xe chuyên dụng cấp 3 để sản xuất ra khói đây. Và khi mình rải thoa, mình sử dụng thoa đi rải xong thì mình phải item cảnh báo không kích nha, cho cái số lượng sát thương của thoa nó, cái nguồn đam sát thương của thoa nó không có, khi mà hót đánh chặn sẽ đỡ tốn kém đi nha. Thì lúc này mình phát hiện ra là nó đang điều quân qua phía bên đây nó tấn công mình. Thì lúc này mình cho xe đi qua phía bên đây, mình thủ vị trí này. Thì mình khi mình tài nguyên của mình bắt đầu tài nguyên của mình có, và bắt đầu mình item tổng số sản xuất là mình sản xuất ra số lượng xe nhiều và thoa. Hay ngay vị trí này có một đám xe đang đi tấn công vào phía bên đây. Lúc này mình xây tường ngay vị trí này, mình chừa cái khoảng trống bên đây để cho nó công thẳng vào ha. Đó các anh em thấy, công thẳng vào vị trí này. Và bắt đầu mình sử dụng số lượng thoa của mình 4 con để mình rải vào ngay vị trí đây. Mình đánh chặn số lượng xe nó đang tấn công vào cái trung tâm của mình nha. Đây các anh em thấy, mình sử dụng số lượng thoa để mình rải vào hướng đi của nó.
Vì phía bên đây mình đã xây tường mình chắn nó rồi thì nó buộc nó phải đi vào hướng này. Đi hướng này thì hôm nay mình sử dụng tho mình rải. Đó là chiến thuật của mình. Thì ngay vị trí này nó đang sử dụng số lượng xe vua của nó, đặng nó đâu nó đánh vào cái sân bay của mình. Đánh vào sân bay của mình này các anh em. Thì đánh sập sân bay mình. Thì lúc này mình đang xây cái sân bay phía bên đây. Và mình item xây dựng nha, xây dựng vàng để mình mất hai con tho luôn á. Đây là hai con tho các anh em. Thì con khói của nó đã bị mình tiêu diệt rồi, chỉ còn những con xe vua này thôi. Bắt đầu đám rút của mình đây mình đánh được nha. Thì nó đánh sập cái nhà máy điện của mình và cái nhà trung tâm cung cấp. Thì lúc này nguồn điện của mình bị hụt. Thì mình sử dụng item tái thiết là mình tái thiết lại. Và đây cái số tho của mình nó không mất nha các anh em. Đây mình xây kịp cái sân bay và hai con tho của mình không mất. Ngày trước này toàn bộ số lượng xe của nó đã bị mình tiêu diệt ngay đây. Thì nói chung là bây giờ là mình số lượng quân của mình thì tương đối cũng rất nhiều rồi. Đây nó đang sử dụng số lượng hot của nó đánh vào theo pháo, bằng chuẩn bị tấn công vào phía này và đánh vào sân bay. Thì đây mình sử dụng tho của mình, hai tho đi rải vào cái sân bay của nó. Và khi rải vào sân bay của nó mình item tổng số phòng thủ nha các anh em. Rải vào sân bay chỉ cần hai tho thôi. Và bắt đầu ngay đây mình sử dụng hai tho nữa, mình rải vào sân bay đi tiếp. Thì lúc này mà khi mà số lượng hot của nó sử dụng số lượng hot của nó tấn công mình. Thì nhiên liệu của nó thì nó tương đối nó cũng phải cạn kiệt. Thì bắt đầu mình sử dụng tho của mình rải vào những sân bay của nó là xem như số lượng hot của nó mất nha. Bắt đầu mình sử dụng tho đây, mình rải vào cái nhà máy bay cấp 3 đang sản xuất ra Alibachak đó cái nè. Nhưng mà không sập được, hai tho rải không thể nào sập được cái nhà máy bay cấp 3. Thì ở đây số lượng xe của nó đang tập trung ở vị trí này. Và mình sử dụng item hồi phục máy bay đặng mình sử dụng tho mình rải tiếp nha các anh em. Thì lúc này xe của mình đang tập trung qua bên đây. Tại vì nó đang chuẩn bị tấn công mình thì mình tập trung qua bên đây. Rồi bắt đầu mình sử dụng tho của mình rải vào cái nhà máy bay tiếp. Các anh em thấy mình rải vào nhà máy bay thì lúc này nó hồi phục máu rồi. Mình hai tho mình rải không nào sập được. Và xe của nó đang đều đi hướng này nha. Thì đây mình sử dụng hai tho nữa để mình rải vào cái nhà HQ cái nhà máy bay sản xuất Alibachak này. Các anh thấy thì lúc này đã sập được cái nhà máy bay. Thì xe của nó đang điều quân qua bên đây để nó tấn công mình đó các anh em. Thì mình cho số lượng rút của mình đặng qua mình thủ. Thì nói chung bây giờ xe của mình thì rất nhiều, siêu và rút của mình rất nhiều. Thì ngay vị trí đây mình vẫn cho xe thủ. Và bên đây mình cho số lượng xe của mình qua bên đây mình thủ nhà. Mình thủ nhà đợi cho nó tấn công cái đợt này nữa là mình nếu mà nó tấn công thất bại nữa là số lượng quân của mình tương đối sẽ nhiều hơn nó nha. Công trình của nó đã bị mình tiêu diệt rồi. Thì lúc này tho của mình là mình có khoảng 5 con tho rồi. Đây các anh em thấy xe của nó đang tập trung ở vị trí giữa này. Thì nói chung là ACC Levet 25 này chơi cũng rất hay. Nhưng nói chung là trận này mình hơn mình mới thắng được nha các anh em. Thì mình sử dụng số lượng 3 tho mình rải vào cái nhà khối này tiếp tục. Ở đây nó có một cánh quân mình tấn công vào ngay vị trí này. Ở đây mình có quân ở đây để thủ. Thì phía bên này mình vẫn có xe để thủ nhà phía bên đây nha các anh em. Thì nó tấn công vị trí này không được rồi, nó phải thủ thôi. Và hôm nay mình sử dụng hai tho của mình để rải vào cái nhà xe chiến đấu này. Thì hai tho thì rải không thể nào sập được. Và đồng thời ngay vị trí này nó đang cho xe để tấn công mình.
Thì nói chung là số lượng xe của mình ngay vị trí này cũng tương đối là có nhiều và có siêu. Ngay vị trí này thì mình không cần nhất thiết mình phải sử dụng thoa là mình rải vào cái đám khói làm gì. Mình chỉ cần sử dụng xe của mình là mình thủ ngay vị trí này thôi. Và mình sử dụng thoa của mình để mình rải vào cái nhà xe chiến đấu của nó. Không sạch nữa cái nè. Thì ngay vị trí này thì mình vẫn cho xe thủ, mình bắn chỉ định. Mình không cần nhất thiết phải sử dụng thoa để rải vào cái đám khói này nha. Đây là chiến thuật của mình. Các em thấy. Và ngay vị trí này mình sử dụng thoa của mình tiếp tục để rải vào cái nhà xe chiến đấu tiếp. Sập được hai nhà xe chiến đấu này. Rồi. Thì số lượng xe ngay vị trí này nó cũng đã chết hết rồi. Thì lúc này đối phương là mình quay cho các anh em thấy là đối phương là không còn cái gì để chơi rồi. Thì nói chung là lúc này đối phương đã rời khỏi cuộc chơi, đối phương đã chịu đầu hàng rồi. Thì bây giờ mình chỉ cần cho số lượng xe của mình lên mình giải quyết thôi. Thì nói chung là trận chiến này là tương đối mình thấy hay nên mình quay in ngay cái video để cho các anh em xem và các anh em cho ý kiến. Thì trước mắt thì cúp của mình thì mình mới đi được 10 trận thôi, mình còn khoảng 20 trận nữa. Thì 20 trận nữa thì không biết là kết cục của mình sẽ như thế nào. Nhưng nói chung là với những trận chiến mà nào mà mình chơi như trận chiến này thì nói chung là sẽ hiệu quả. Thì mình cũng rất vui vì những trận win như thế này. Thì kết thúc video mình cũng chúc anh em có một ngày làm việc vui vẻ và chơi game nên chiến thắng nha. Cảm ơn các anh em đã xem video của mình.